KLC được thành lập từ năm 2004 với sứ mệnh đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam như là một nhà phân phối thiết bị công nghiệp và cung cấp xe nâng. Và năm 2008 đánh dấu bước ngoặt lớn cho sự phát triển của Kỷ Lục khi chúng tôi trở thành nhà phân phối độc quyền xe nâng gel thương hiệu Mỹ. Và sau gần 20 năm hoạt động trong lĩnh vực xe nâng với phương châm sự hài lòng của bạn, tâm huyết của chúng tôi, KLC đã, đang và sẽ không ngừng phát triển hơn nữa. Chúng tôi đã bán ra thị trường Việt Nam trên 1.000 xe, cũng như xuất khẩu sang các thị trường Lào và Campuchia. Trên thị trường Việt Nam, KLC đã đầu tư phát triển một trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh và một trung tâm dịch vụ tại Bình Dương để phục vụ khách hàng phù hợp ở miền Nam, cũng như một văn phòng chi nhánh và trung tâm dịch vụ tại Hà Nội nhằm hỗ trợ khách hàng khu vực miền Bắc. Và tại buổi lễ khai trương hôm nay, KLC trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng văn phòng đại diện và trung tâm dịch vụ tại thôn Phong Tấn, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, Bình Định, và được thành lập nhằm mở rộng thị trường ra khu vực miền Trung, cũng như thực hiện dịch vụ siêu bán hàng nhanh chóng và hiệu quả nhất cho các khách hàng của chúng tôi tại khu vực này, và mong rằng trong tương lai sẽ nhận được nhiều sự tin tưởng và lựa chọn của quý khách hàng cũng như quý đối tác ủng hộ KLC chúng tôi. Em xin gửi lời cảm ơn tất cả mọi người. Thì em cũng muốn bày tỏ lời cảm ơn đối với ban lãnh đạo đã tin tưởng và tạo điều kiện cho em để có thể thử thách tại một vị trí mới. Nhờ có sự giúp đỡ và hỗ trợ của mọi người thì mới có thể set up được một cái văn phòng nó khang trang và một bước khởi đầu mới tại Bình Định. Trong cái niềm đam mê của Dell Laptop Technology đó là được chăm sóc và phục vụ khách hàng. Cái việc mà mình đem nhiều cái sản phẩm đến khách hàng vào ngày hôm nay á, KLC đặt một viên gạch khá là quan trọng, đó là set up cái văn phòng của mình ở khu vực miền Trung, và điều đó chứng tỏ là cái niềm đam mê của mình sẽ được lan tỏa và mình có thể chăm sóc được nhiều khách hàng hơn, và đó chính là một trong những cái thế mạnh và tất cả những cái niềm động lực của nhân viên Dell Laptop Technology. Xin lần nữa chúc mừng KLC có những sự phát triển thành công với lại văn phòng của mình. We chose the location of Binh Dinh because we believe that Binh Dinh is the future for the development of an important industrial hub in Vietnam. And also because we believe that there are a lot of customers that we already work with that need to be close to us. The more they are close, the more they feel and they experience our quality, our service, our important assets. So when we stay close, we work better too.